Xin chào anh em, xin chào các bác. Hôm nay cửa hàng Minh Audio Đông cũng giới thiệu đến các bác một mẫu âm ly khủng của dòng Onkyo. Đó là một mẫu âm ly 817XX và giá của nó là 6 triệu đồng. Nó là hàng khủng anh em nhé. Nó nặng như cối đá và dã, nghe nhạc các thể loại, loa to loa bé và có thể ghép vang để hát karaoke. Với mẫu âm ly này thoải mái luôn. Và những đôi loa karaoke chính hãng của Nhật, của Mỹ hoặc là loa nghe nhạc bass 30-35. Âm ly hình thức còn đẹp keng luôn, đẹp xuất sắc. Góc cạnh vuông vức, nước sơn còn đồng đều, mới. Anh em hãy nhìn kỹ từ bên phải sang bên trái nha. Màu đen thì lúc nào nó có cái bụi nhỏ quay lên thì nó sẽ lóng bóng 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 ấy. A, B cộng B, bass chép, cân loa đầy đủ, gõ vào âm thanh. Còn có nút control bass, tăng bass. Dòng Onkyo thì nó làm như vậy. Nút đây là nút tone defeat thì anh em phải nhả ra mới có tác dụng bass chép. Ấn vào. Tình nào tha thiết anh ơi. Tình quê hương đợi sâu, tình tôi em về. Ấn vào anh em nha. Vì mãi đây tôi xa cách kinh thành, mộng trường chinh khu. Anh em ghép vang hoặc ghép lọc vào thì nó sẽ rất là đã tai luôn với mẫu mi này. Bởi vì nó gấu sẵn rồi. Bề ngang nó tầm phải 43.5-44 anh em nha. Nó rất nặng. 8 sò than, 2 tụ lọc to, 2 nguồn, 1 nguồn to, 1 nguồn nhỏ. 8 sò than. Nội thất bên trong mới tinh luôn. Xin lỗi từ mới tinh anh em nha. Nó mới. Thế thôi. 817XX 210W 100V. Loa trên loa dưới. Các đường vào âm thanh. Và đặc biệt mẫu ly này anh em cũng có thể dùng nó làm rể preamp. Nó có đường xuất âm thanh preamp ra. Đó các bác có thể nhìn thấy. Nghĩa là nó rất nhiều tính năng. Trở kháng từ 4 ohm trở lên. Từ 6 ohm. Dòng Onkyo thì nó hay làm đi 6 ohm. Nhưng mấy cái này nó là lý thuyết. Và cửa hàng đang phối ghép ở đây, đó là một đôi loa Onkyo Bass 31 và một đôi loa Bow. Nó đáp ứng cả nghe cả hát. Nếu bộ này ghép vào là cả nghe cả hát luôn. Đôi loa này nó rất nặng bass. Bass đánh hay, gọi như bom dã luôn. Mời các bác nghe to rõ hơn, sau đó thì xem nội thất. Ngày hôm nay ngồi đây, trời biển phu nhiều mây, chờ trắng thanh lên cao. Onkyo thì lúc nào lời nó cũng to rõ, đấy là đặc trưng của hãng này. Trốn xa và người đi chiến đấu vẫn đợi chờ nhau. Đi áo vương bụi đường, nhớ đêm phố phường, người ơi lúc đêm buông. Anh em có thể tham khảo đến các mẫu vang vang cơ, giá từ 2 triệu đến 3 triệu. Đẩy Nhật giá 3 triệu. Nghe nhạc hát karaoke rất tốt, đẩy Nhật hát hay luôn. Mẫu đẩy này bán rất nhiều, tiếng chưa Việt Nam. Đầy đa mang 100. Đêm ngắm trăng khuya, nghe gió bay về. Ôm dung cầm cánh, trong sao trời lấp lánh. Tưởng về đôi mắt cố nhân chiều xưa. Xem nội thất